Điểm dừng chân cuối cùng của đoàn làm phim kênh VTC14 tại bờ đông của sông Mississippi là thành phố cổ ven sông Natchez. Một cái tên được người Tây Ban Nha đặt lấy theo tên của một bộ lạc da đỏ nổi tiếng xa xưa ở trên vùng đất này. Buổi trưa, con phố nhỏ ven sông trầm mặc và kiêu kỳ như một cô gái Pháp với những ngôi nhà mang kiến trúc đặc thù của Paris thời Napoleon. Những giỏ hoa treo và khung cửa uốn với lan can bằng thép. Natchez của thế kỷ 21 vẫn lưu giữ trọn vẹn cho mình một dáng vẻ châu Âu thế kỷ 18. Những người Pháp là người châu Âu đầu tiên phát hiện và định cư tại đây vào những năm từ 1716 đến 1729. Sau đó là cuộc chiến tranh giữa người Pháp và người Anh. Từ 1763 đến 1779, thành phố thuộc quyền kiểm soát của người Anh, rồi qua người Tây Ban Nha. Dưới thời nào, thành phố nhỏ này cũng được xem là thủ phủ của thương mại và văn hóa của các bang thuộc miền Nam nước Mỹ. Đó là thời kỳ hoàng kim của những trang trại trồng bông vải và thời kỳ đáng quên nhất của lịch sử những người Mỹ da đen. 1825, khi còn là một chàng trai 16 tuổi, Abraham Lincoln cùng chiếc bè gỗ xuôi dòng về New Orleans đã qua đây, chứng kiến cảnh bán người như bán đoàn súc vật. Hẳn đã để lại trong ông những cảm xúc mãnh liệt, để rồi sau đó trở thành vị tổng thống của giải phóng người da đen khỏi kiếp lầm than. Những quán bia xa xưa bên bờ Natchez chính là điểm dừng chân của các thủy thủ trước khi ngược lên miền Bắc Missouri hay xuôi xuống tận miền Nam, gia vị Mexico. Căn vọng ba này hẳn thời Lincoln chưa có, nhưng chắc chắn nó đã trở thành điểm dừng chân của một vị tổng thống Hoa Kỳ. Ngày 4 tháng 7 năm 1984, Tổng thống thứ 41 của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ đã có bài phát biểu mừng ngày Quốc Khánh. Hôm nay căn vọng ba đó đón cô phóng viên của kênh 14 để dẫn hiện trường. Tôi đang đứng ngay tại nơi mà năm 1984, Tổng thống George W. Bush cha đã tới đây và có một bài diễn văn để chào mừng ngày kỷ niệm ngày Quốc Khánh của nước Mỹ. Thành phố Natchez cổ kính và xinh đẹp nằm ngay bên bờ đông của dòng sông Mississippi. Cách đây hơn 100 năm, những thủy thủ sau khi có một chuyến hành trình dài trên sông Mississippi có thể ghé vào đây để tạm dừng, nghỉ ngơi trước khi bắt đầu một chuyến hành trình mới. Và chỉ cần băng qua cây cầu kia thôi, chúng ta sẽ tạm biệt bang Mississippi để tới với bang Louisiana. Qua sông là Louisiana, thành phố 230.000 dân Baton Rouge, là thủ phủ của bang, một thành phố cảng nằm bên bờ sông Mississippi, thơ mộng và hiểu điệu. Những nét văn hóa Pháp ở đây bắt đầu hiện lên rõ ràng hơn
trong tiếng nhạc Cajun. Ba thành viên của kênh 14 và những người bạn từ cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ đã có một buổi tối phục sinh ấm cúng trong không khí Cajun, âm nhạc và món gumbo rất Pháp, lại thêm crawfish, món ăn truyền thống trong lễ phục sinh. Cuộc trò chuyện câu được câu không chìm trong tiếng Nhật. Đó là lúc các nhà khoa học của USGS bộc bạch hết những tâm trạng lo lắng của mình về sự can thiệp của con người và công nghệ với dòng sông. Những di sản văn hóa Bayou đang dần dần suy kiệt. Những mảng sinh thái vùng ngập nước rơi rụng suốt trăm năm. Họ cũng giống như nền văn hóa đặc thù của tổ tiên khi đặt chân đến đất này, đang dần dần tàn lụi trước sự bành trướng của khoa học hiện đại và tư tưởng thống trị tự nhiên của con người. Tôi nghĩ con người luôn luôn can thiệp đến tự nhiên. Ngay khi con người có mặt trên trái đất, họ đã phải tìm cách để sống với tự nhiên. Điều quan trọng là con người phải xác định được phạm vi can thiệp của mình đến môi trường sống và mức độ mà tự nhiên có thể cung cấp cho con người. Đó là một thử thách và mâu thuẫn lớn trong lịch sử loài người. Cá nhân tôi cho rằng chúng ta không nên nghĩ đó là một sự mâu thuẫn. Khi nghe mọi người mô tả về Mississippi, về những phương pháp để kiểm soát con sông, tôi có cảm nhận họ đang tạo ra một cuộc chiến, một cuộc đàn áp mà trong đó họ phải khống chế, phải kiểm soát được nó bằng mọi giá. Nhưng khi làm theo cách đó, rõ ràng là chúng ta đã không tôn trọng con sông với sức mạnh và chiều dài lịch sử mà nó đã có. Và kết quả là lũ lụt, là sự biến đổi dòng chảy. Vì vậy, ngày nay, nhiều tổ chức, chính phủ, trường học đang nỗ lực để hiểu tường tận hơn về sông Mississippi.
Chúng ta vẫn phải có những công trình, những phương pháp can thiệp linh hoạt hơn nữa để con sông có cơ hội được làm những gì mà nó muốn. Tất nhiên là trong giới hạn nào đó. Điều này không có nghĩa là để cho nó mở rộng ra và gây nên những trận lũ lớn như đã từng diễn ra trong lịch sử và trong năm trước, mà là tạo ra một hệ thống linh hoạt, từ đó duy trì sự hài hòa giữa dòng sông và con người như những gì đã từng có trong lịch sử. Mấy năm gần đây, không chỉ ở Việt Nam mà khắp nơi trên thế giới, biến đổi khí hậu không còn là một con ngáo ộp mà các nhà khoa học đã đưa ra. Nó đã trở thành một mối lo hiển hiện. Như một thiên chức, những nhà khoa học luôn lãnh nhiệm vụ đi đầu trong gánh vác nỗi lo âu. Cũng giống như thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam từ hàng trăm năm trước đã được chọn làm nơi đô hội trên một vùng thấp trũng và trở thành nguy cơ chìm nghỉm khi nước biển dâng. Louisiana cũng vậy. Trong một kịch bản khả quan nhất của nguy cơ biến đổi khí hậu, phần lớn cái băng nổi tiếng với đầm lầy này sẽ trở thành mồi ngon cho biển cả mai sau. Bây giờ nhiều người gốc Pháp ở Louisiana còn nói đùa với nhau rằng có lẽ hơn 200 năm trước, Napoleon đệ nhất đã khôn ngoan khi bán trọn gói cả bang này cho người Mỹ để lấy 15 triệu đô la. Người Pháp mất đi một vùng đất mà hơn 200 năm sau, người Mỹ còn phải bỏ ra cả núi tiền để nâng lên khỏi mặt nước trước khi nó bị vùi trong sự tiến lấn đến từ ngoài vịnh Mexico. Có lẽ đó chỉ là một câu chuyện phiếm trong lúc đùa vui. Người Mỹ vốn thường hay đùa cợt, và việc xây dựng đô thị trên vùng đất thấp đã là một câu chuyện đầu tư của quá khứ, một sự đầu tư không thể nào hối tiếc. Vấn đề là họ sẽ chọn phương án nào để bảo vệ một cách hiệu quả hôm nay. Bảo vệ cứng bằng những triền đê, con đập, hay bảo vệ mềm bằng một vành đai sinh thái? Đó là câu chuyện được tranh cãi ở khắp nơi. Ngay cả khi ngồi trên chiếc thủy phi cơ của Line đi thăm toàn bộ vùng cửa sông Mississippi mà người ta quen gọi là Birdfoot, chúng tôi tiếp tục nghe viên cựu cảnh sát này phàn nàn về tác động tệ hại của những con đê. Để có thể quan sát toàn bộ vùng đồng bằng châu thổ cửa sông Mississippi rộng lớn thì cách thức duy nhất đó là sẽ là bay trên chiếc máy bay này trong vòng 2 tiếng đồng hồ cùng với cả phi công Layer. Tôi chưa bao giờ bay trên một chiếc máy bay như thế này và tôi đang cảm thấy rất là háo hức. Nào hãy cùng bay cùng chúng tôi. Goodbye Joe, put a lemmy on my own. Put a lemon to search to buy you. My bonne la plus jolie sur Bayou. Son of a gun, I was a water, water, chabon. Gotta go, put that P-roll down the bayou. My
even the sweetest one, me or my own. What son of a gun will have big fun on the bayou? Yeah, jambalaya, crawfish pie, filet gumbo. Cause tonight I'm gonna see my shadow me, yo. Pick guitar, fill proof jar, and be gay, yo. What son of a gun, I was a what and what and chaponton. Hey! Những con đê kéo dài từ bờ đông sông Mississippi tới gần vùng đất mũi Venice, theo lời của người phi công, đã phá tan hệ sinh thái của vùng rừng ngập mặn. Từ trên máy bay này có thể nhìn rõ những vùng đốm đen trong tổng quan của Burford. Đó là những vùng mà phù sa bồi lắng đã bị chìm sâu xuống biển, tạo thành một vùng nước chết. Kênh đào, các cống xả lũ và ngăn nước đã giữ lại phần lớn của hơn 400.000 tấn phù sa. Đã 7 năm trôi qua kể từ sau ngày cơn bão nhiệt đới Katrina tàn phá vùng châu thổ sông Mississippi bên bờ vịnh Mexico. Những dấu tích trên hệ thực vật ở đây vẫn còn hiển hiện. Không chỉ là những cây sồi cổ thụ, ngọn bị phạt ngang, những chiếc thuyền tôm lật úp không bao giờ ra khơi được nữa. Thảm thực vật mất chân do đất thiếu phù sa đã bị cày xới nát tan, môi sinh bị hủy hoại, kéo theo hàng ngàn hệ lụy đối với cuộc sống của con người. Nhiều người từng sinh sống trước đây ở vùng đất này đã bỏ đi. Đó cũng là 7 năm chứng kiến những nỗ lực của hệ thống bảo tồn vùng đất ngập nước Delta trên vùng cửa sông ven vịnh. Để có thể chứng kiến gần hơn, cụ thể mức thiệt hại của cửa sông, hôm nay chúng tôi lại có thêm một chuyến đi thú vị bằng một loại xuồng đáy bằng chạy động cơ phản lực. Chỉ có loại xuồng này mới có thể len lỏi qua những vùng đất thấp, ngập tràn lau lách, cửa sông.
Vùng đầm lầy này có hệ sinh thái vô cùng đa dạng, cả về động vật lẫn thực vật. Những hệ thống bảo tồn như thế này giúp duy trì môi trường sống thích hợp với hàng nghìn loài thực vật, chẳng hạn như loài rêu men chát như bạn đã được thấy, hoặc các loài thực vật dưới nước. Và điều này đã giúp vùng đầm lầy ngày càng thêm đa dạng, phong phú, phục vụ được cho cả mục đích thương mại như đánh bắt thủy sản. Nhiều vùng chính của đầm hiện đang có một số lượng lớn chim nước, vịt, ngỗng và chim lội. Số lượng chim lội ở một vài địa điểm có thể lên hơn nửa triệu con. Trong đầm cũng có rất nhiều loài chim cao cẳng, loại diệc Eret và diệc Heron. Đây là một vùng trù phú góp phần nuôi dưỡng những nguồn lợi thủy sản. Chúng tôi có tôm, cua xanh, cá hồi đỏ, cá hồi chấm nhỏ và một số loại khác nữa, vừa để phục vụ nhu cầu giải trí của người dân, vừa mang lại lợi ích thương mại, chẳng hạn như dịch vụ câu cá. Nói tóm lại, đây là một mảnh đất màu mỡ và có nhiều tiềm năng phát triển. Động vật đến đây để sinh sản, phát triển và tồn tại. Công việc của James và các cộng sự ở vùng đất ngập nước này trong suốt những năm qua quả thật không phải là một cuộc dạo chơi. Đất càng ngày càng bị sụt lún, phù sa thì ít đi, mà những tác động của biến đổi khí hậu lại thật khó lường. Để phục hồi những thảm thực vật ít ỏi còn lại sau trận bão Katrina, cách duy nhất của những nhà khoa học là khơi thông dòng chảy và chờ đợi. Một vùng nước mênh mông như thế này cần nhiều năm để được phủ xanh, với một điều kiện quan trọng là bão đừng có đổ bộ. Có lẽ thời gian đã giúp chúng tôi lấy lại mọi thứ. Mặc dù Katrina đã gây ảnh hưởng lớn đến khu đầm lầy, nhưng trong quá trình khắc phục hậu quả, chúng tôi cũng gặp nhiều thuận lợi. Sông Mississippi liên tục bồi đắp phù sa và chất dinh dưỡng cho nền này, đặc biệt là trong vài năm trở lại đây. Nói cách khác, thời gian và mẹ thiên nhiên đã góp công lớn trong quá trình khôi phục lại hệ sinh thái vùng đầm lầy. Chúng tôi đang cố gắng mô phỏng quá trình tự nhiên này để đẩy nhanh tốc độ phục hồi. Có tới 8 khu bảo tồn như thế này ở vùng ven biển đông nam bang Louisiana. Và các nhà khoa học xem việc bảo tồn của khu vực này cũng như toàn bộ vùng châu thổ của sông Mississippi có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nó càng trở nên quan trọng hơn nữa khi mà con người đang ngày một can thiệp và kiểm soát con sông nhiều hơn. Can thiệp vào con sông cũng có nghĩa là khiến cho việc bồi đắp phù sa, chất dinh dưỡng cho khu đầm lầy của Mississippi sẽ bị hạn chế. Quá trình vỗ béo đất đai bằng phù sa từ thượng nguồn sông nay đã không còn. Những đầm lầy giờ đây không còn nhận được nước ngọt hay nguồn dinh dưỡng từ con sông nhiều như trước kia. Người ta cũng không sinh sống nhiều tại các khu đầm lầy nữa. Việc để những quy trình tự nhiên của con sông Mississippi tác động lên vùng đầm lầy, chẳng hạn như những trận lũ mang phù sa đến cho đất đai, không can thiệp vào dòng chảy chính của sông, các nhà bảo tồn sẽ tạo ra những nhánh nhỏ để dẫn nước và chất dinh dưỡng vào cho đầm lầy. Dần dần theo thời gian, rồi khu đầm này sẽ lại phát triển. Động thực vật rồi sẽ lại sinh sôi như nó đã vốn có. Đó là cách mà công tác bảo tồn ở vùng châu thổ này tập trung vào để quy trình tự nhiên của sông Mississippi tiếp tục làm giàu cho đất đai của các khu sinh thái. Thank you.
Trong suốt cái cuộc hành trình này thì chúng tôi đã được khám phá trải nghiệm dòng sông Mississippi chủ yếu bằng đường bộ ven sông. Ngày hôm qua thì chúng tôi có một cái nhìn toàn cảnh từ trên cao với máy bay và bây giờ là bằng thuyền. Chúng tôi đang có mặt tại một vùng sinh thái đất ngập nước tự nhiên được hình thành ở cửa sông Mississippi cùng với các nhà quản lý, những nhà khoa học ở khu bảo tồn thiên nhiên này. Và trong suốt cuộc hành trình này có thể thấy rõ nỗ lực của không chỉ chính phủ mà còn của rất nhiều các tổ chức, các cá nhân, các nhà khoa học nhằm bảo vệ những hệ sinh thái đất ngập nước và đặc biệt là cả các cộng đồng dân cư sống ven sông Mississippi. Tuy nhiên cũng có thể nhận thấy rằng mặc dù những nỗ lực và cố gắng của con người là rất lớn, song khó có thể so sánh được với sức mạnh của tự nhiên. J'apprends ma mère toujours dans l'amour, moi et toi. Ensemble tous les soirs pour la balance de ma vie, je promets.